Xin kính chào các quý vị. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến quý vị một mẫu tinh thể thạch anh trắng đá nguyên bản tự nhiên. Tất cả các cái chóp cạnh ở đây nó đều là nguyên bản, nguyên zin tự nhiên hết. Một bệ có cái dáng tương đối là đẹp. Các tinh thể rất nhiều, mọc chi chít. Soi đèn quý vị thấy này, độ thông đèn của đá cực tốt luôn, độ thông đèn của đá, độ đá thông đèn rất là tốt. Độ thông đèn của đá viên này nó có kích thước bề ngang này là 13,5 cm và bề rộng này là 13 cm. Tổng khối lượng của cả đá nặng là 800 g. Và hiện cái mẫu tinh thể thạch anh này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 200.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm làng thạch anh chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện hàng bán không đúng theo cam kết, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị có thể kiểm tra kiểm định ở bất kỳ trung tâm kiểm định đá quý nào trong nước cũng như ngoài nước. Nếu phát hiện hàng bán không đúng theo cam kết, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đặc biệt là các dòng đá có năng lượng cao như là thạch anh, phục vụ đến các quý khán giả. Mua hàng bên tôi giao dịch thì có hai hình thức, một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Thứ hai, nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý một điều khi mua hàng, đó là dù chuyển khoản trước hay là thu hộ thì quý vị cũng lưu ý, đó là kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Kiểm tra hàng trước khi nhận xem có đúng hàng hay không, hàng có gãy có vỡ hay không. Nếu có vấn đề gì quý vị phản hồi lại cho tôi ngay để có hướng để xử lý. Và kiểm tra hàng thì là phải kiểm tra trước mặt ship. Đấy, tránh trường hợp ship về rồi quý vị mới có khiếu nại lại là hàng bị vỡ, hàng gửi không đúng. Lúc đó là tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với lại cái khiếu nại của quý khách nữa. Đây nó có một hàng rất là đẹp này, cái hàng. Quý vị nếu có nhu cầu mua hàng hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.